Hi, xin chào các bạn. Đây là video đầu tiên về tổng quan WVF. Thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ bộ về WVF là gì, xuất phát từ đâu, nó có những cái đặc tính gì, nó khác với WinForm như thế nào, và tại sao chúng ta nên ưa chuộng và sử dụng WVF hơn là WinForm. Rồi, chúng ta cùng đi vào vấn đề nha. Vấn đề đầu tiên, đó xuất phát từ chính giao diện người dùng hiện đại và những thách thức của nó. Trong các ứng dụng hiện đại, giao diện người dùng trực quan chiếm vị trí hết sức là quan trọng. Việc trình diễn đúng thông tin theo đúng cách và đúng thời điểm có thể đem lại những giá trị kinh tế xã hội đáng kể. Với những ứng dụng thương mại, chẳng hạn một ứng dụng bán hàng trực tuyến, thì việc cung cấp một giao diện người dùng mạnh có thể tạo nên sự khác biệt giữa một công ty với các đối thủ cạnh tranh, góp phần làm tăng doanh số và giá trị thương hiệu của hãng này so với hãng khác. Để có được một giao diện như vậy, người dùng tích hợp việc đồ họa nè, media nè, văn bản, các thành phần trực quan khác như một hệ thống thống nhất đóng vai trò mấu chốt. Nói tới đó thôi là các bạn thấy rằng bên WinForm khi mà các bạn làm như vậy rất là cực. Các bạn sẽ nghĩ ngay đến, ồ, vậy tại sao chúng ta không làm một website? Website nó có thể tích hợp hết những thứ như vậy. Ok, đó, tư duy đó là tư duy của những người đã tạo nên WVF để suy nghĩ tới. Ok, bây giờ ngoài việc mình có thể tạo một website bằng ASP.NET MVC, vậy thì làm sao để có thể sử dụng CSAP? Không phải tạo một website mà tạo ra một cái ứng dụng có khả năng tích hợp những công nghệ media, đồ họa, văn bản như vậy. Và đồng thời thêm một cái vấn đề nữa, đó là tách bạch ra giữa cái thằng ấy lộn, giữa cái người thiết kế giao diện và cái người code. Như các bạn thấy, những cái phần mềm mà thời cũ dạng như WinForm ấy, thì khi các bạn người code là các bạn hai người, kể cả thiết kế và developer đều phải sử dụng chung một file, đúng không? Đều phải sử dụng chung một file. Giả sử các bạn tạo ra một form mới, form giả sử là form1.cs, thì sẽ có một file là cs, một file là designer.cs, đúng không? Thì tất cả đều phải dùng chung project mà lại. Nhưng ở WVF các bạn sẽ có thể tách bạch điều đó ra bằng công cụ có tên là Microsoft Expression Design. Và thật sự mình đánh giá là công cụ này nó không mạnh thật luôn, nó rất là chán. Bây giờ mình có thể mở lên cho các bạn coi thử công cụ này nó design như thế nào và kết quả nó xuất ra là cái gì cho các bạn coi thử ha. Từ đó mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn thêm, giới thiệu thêm về WVF. Đây không phải là công cụ để các bạn ngồi code nha, đây là công cụ của thiết kế, nếu như người ta thiết kế code cho WVF. Như bình thường, giả sử các bạn muốn mình tạo một file mới đi ha, giả sử các bạn muốn thiết kế một cái form. Bình thường khi các bạn làm những dự án nhỏ nhỏ thì không có gì để nói ha, kéo thả cái là xong ha. Nhưng bây giờ khi các bạn làm một cái những dự án lớn, các bạn cần phải tạo ra những file mockup, các bạn phải thiết kế cho thật là kỹ lưỡng, chuẩn xác đến từng pixel. Thì bây giờ có phải các bạn cũng nên làm Photoshop chẳng hạn, hoặc là bất cứ cái thằng nào có khả năng thiết kế đồ họa để tạo ra file mockup về giao diện, đúng không? Hay còn gọi là Spring Design. Vậy như thế này, mình tạo một thằng này rồi fill, mình nhấn cái gì đây, rồi mình chọn nó, rồi sau mình filter nó một cái màu đó chẳng hạn như thế này, rồi sau đó trong đây mình cho thêm một cái chữ gì đó, sau đây mình cho một cái chữ gì đó, ok tìm chúng con chẳng hạn như thế này. Rồi bây giờ khi mà mình tạo ra cái màn hình, giả sử đây là cái màn hình của cái ứng dụng của mình đi ha, mình làm nhanh thôi, thì bây giờ mình thiết kế như thế này rồi, các bạn cứ tưởng tượng cái màn hình nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, cả trăm cái chi tiết trong đây, rất là nhiều button, rất là nhiều thứ trong đây. Rồi bây giờ từ cái thiết kế giao diện ra tới cái phần design á, ra tới thần mấy phần mà người code á, để mà ra được cái giao diện này, chắc chắn nó sẽ có sự nhầm lẫn, hoặc bạn sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian, không? Rõ ràng nè, từ đây nè, bây giờ bạn phải thiết kế ra, bạn phải code làm sao ra cái khung như thế này, bạn phải code làm sao ra cái chữ nằm đúng vị trí như thế này, cái khoảng cách giãn cách giữa các phạm vi như thế này nè, margin nó như thế nào nè, màu như thế nào nè, rồi nhiều khi bạn gradient màu đó, tức là bạn đổ màu cho nó, giả sử như thế này, rồi bạn làm gradient á, nó không chịu, rồi, ok, giả sử đổ màu như thế này và màu gradient nó đổ từ phía này qua bên này, tại mình không phải là dân thiết kế, mình chịu nha, đó, thì lúc đó phải bạn code sẽ lâu hơn không? Và cứ tưởng tượng còn nhiều thứ phức tạp hơn nữa, không phải chỉ như vậy nha. Bây giờ mình sẽ thử tiếp nè, giả sử mình cho thằng này, đây, giả sử mình cho thằng này, không, nó khó hơn xíu đi, đây. Rồi, tới đây rồi các bạn làm sao code ra được như thế này? Các bạn hiểu ý mình rồi chứ? Rõ ràng,
giao diện, cái người thiết kế người ta có thể thiết kế rất là nhiều thứ thiết kế và gọi là vẽ cái tàu vũ trụ vẫn được, nhưng mà cái người làm ra cái tàu vũ trụ đó mới là vấn đề. Thì cái vấn đề hiện tại của những cái ứng dụng là thiết kế, phải thiết kế trong code, hoặc là từ cái file mockup thiết kế bạn không thể nào đưa qua thành code được. Về web thì có cái công nghệ là cắt file FBSD ra HTML, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ không cắt mà chúng ta export ra, gọi là export á, tức là có sẵn rồi, bây giờ bạn chỉ export thôi. Và WPF á, cái đặc trưng của WPF nó có sự khác biệt rất lớn so với WinForm, đó là nó có giao diện bằng ngôn ngữ XAML. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn cùng xem cái giao diện XAML là cái gì, cái ngôn ngữ XAML là cái gì nha. Bây giờ mình chọn file, mình export, mình chọn cái format export ra đó là XAML Silverline. À, mình chọn whole document này. Rồi mình tìm chỗ lưu ha, thật sự mình tìm lưu ở ngoài desktop. Ok. À, không sao lại PNG, mình bị nhầm XAML này. À, yeah. Rồi mình export on này. À, rồi mình ở đây. Đây chính là cái file mà chúng ta cần, XAML. Bây giờ sẽ mở lên cho các bạn xem code trong đây nó như thế nào. Đây là code XAML của WPF. Và bây giờ mình có thể bê nguyên cái code này. À, mình có thể bê nguyên cái code này, mình mang qua cái giao diện của WPF, một cái project của mình, mình đưa vô. Bây giờ mình sẽ thử tạo một cái dự án WPF demo cho bạn coi thử ha, xem nó có gì đặc biệt. Rồi, mình sẽ chọn bên install, chọn template Visual C Sharp, chọn Windows Desktop, hoặc là bạn có thể chọn Visual C Sharp và tìm tới cái thằng là WPF application. À, bạn đặt tên là bất kỳ tên gì đó, à, tổng quan WPF ha. Rồi mình sẽ tìm chỗ lưu ha. Mình sẽ lưu ở đây. Đây. Rồi sẽ lưu vô ha. Rồi sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt giữa WPF và WinForm. Bản chất code của nó ở bên dưới đều là C# cả. Nó khác biệt lớn nhất đó chính là cái phần giao diện. Cụ thể ở đây đó là cái code phía giao diện. Sẽ chỉnh như thế này. Đây. Như bên WinForm thì các bạn có cái code là designer.cs đúng không? Và code đó cũng cụ thể là code C# luôn. Bên này không như vậy. Bên này code của nó đó chính là XAML. Code như thế này. Rồi, từ đây nè, các bạn thấy giao diện không có gì ở đây ha. Bây giờ mình nắm cái code nè, từ chỗ canvas này lên nè. À, mình qua đây, mình thay cái grill này. Pew. Bạn thấy không? Đó, nó xuất hiện. Chỗ này nè, nó không hiển thị là bởi vì nó có một cái hình. Và cái hình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây nè. À, cụ thể là cái đường dẫn nó không chính xác cho nên thành ra nó lót không được. Được không? Thì bây giờ làm sao? Dễ thôi, các bạn cùng coi nha. Mình mở này ra. Ờ. Nắm này nè. Kéo vô. Chiu. Rồi. Ok, giờ mình chạy thử nha. Đó. Mình thấy không? Chúng ta đâu phải cực khổ đâu. Anh thiết kế thì anh cứ thiết kế. Sau đó anh chỉ việc quăng cho tôi cái file XAML này. Rồi sau đó tôi bắt đầu xử lý, tập trung vào xử lý cái giao diện. Tập trung vào xử lý những sự kiện của nó. Thấy không? Nhanh gọn lẹ. Đó. Rồi bây giờ mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được. À, ở đây là chữ Happy Team đúng không? À, rồi rồi rồi, vậy bây giờ mình thử cái. À. Free Education. Sao? Dạ. Đó. Thì có phải rõ ràng khi các bạn đã làm nhuần nhuyễn những cái ứng dụng, những cái tool, những phần mềm, thì bạn thấy rõ ràng cái bước mà làm giao diện á, nếu mà làm kỹ nó rất là lâu. Và từ một cái người mà người ta thiết kế giao diện á, mà cho tới mà các bạn code lại mà ra giao diện y chang như vậy á, còn ghê hơn nữa. Và lúc đó bạn sẽ thấy rất là chán, rất là nản. Nhưng WPF nó hỗ trợ việc này cho bạn rất là mạnh. Và mình nói luôn, cái tool này nó không có mạnh đâu nha. Tool này xài rất là chán. Bạn thử tìm đi xem thử có thấy cái button này nằm trong đây hay không. Nhưng được một cái này nó nhìn khá là giống như kiểu Photoshop. Bạn thấy điều chỉnh được, phân khung rồi này kia. Ờ à, ok, chấp nhận mà phân khung xong, sau đó mang qua giao diện rồi bạn điều chỉnh thêm một chút cũng được. Ok. Nhưng mà không nói thằng này, xài rất là chán, mình thường có tay luôn. Ok, có tay thẳng như thế này luôn. À, rồi à. Được chưa? Tiếp nha, mình sẽ tiếp tục nè. Rồi. Thì WPF là viết tắt của Windows Presentation Foundation, là hệ thống API mới hỗ trợ việc xây dựng giao diện đồ họa trên nền Windows.
được xem như thế hệ kế tiếp của WinForm. WBF tăng cường khả năng lập trình giao diện của lập trình viên bằng cách cung cấp các API cho phép tận dụng những lợi thế về đa phương tiện hiện đại. Là một bộ phận của .NET Framework 3.0, lưu ý là 3.0 nha, WBF sẵn có trong Windows Vista và Windows Server 2008. Đồng thời, WBF cũng hỗ trợ hoạt động trên nền WinXP Service Pack 2 hoặc mới hơn. Có nghĩa là giống như cái USB mà Service Pack 2, 3, mấy cái bản mà gần lên 7 đó. WBF được xây dựng nhằm vào 3 mục tiêu cơ bản: cung cấp một nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng. Đây là nền tảng thống nhất. Tí nữa mình sẽ nói tiếp nền tảng thống nhất là như thế nào ha. Cho phép người lập trình, thiết kế giao diện làm việc cùng nhau một cách dễ dàng. Tức là người lập trình và người thiết kế giao diện làm việc cùng nhau dễ dàng. Tại vì sao? Mình mới nói hồi nãy. Bây giờ cái người mà thiết kế giao diện á, người ta chỉ việc sửa hết nội dung của file thôi. Ở muốn làm gì ra giao diện như thế nào làm xong. Sau đó cho tôi cái code này, tôi bỏ vô là xong. Được không? Đó. Nhìn code này mới nhìn vô các bạn có thể hơi rối mắt một chút, hơi hoa mắt, ngợp. Nhìn thấy ngợp đi, tại vì bình thường mình code rất rõ ràng. Giao diện bên này có bao giờ nhìn thấy bên này đâu, đúng không? Có bao giờ nhìn thấy phía bên này đâu, mà chỉ có thấy giao diện là kéo thả rồi thôi. Ok, thực sự nếu các bạn không để ý tới cái code này thì nó khá là giống WinForm, bạn hoàn toàn có thể kéo thả được. Nhưng bạn mà bỏ qua cái XML này, đó là một thất bại lớn của bạn khi học WBF. Hay nói đúng luôn, bạn mà không học cái XML này, các bạn không rành về nó, coi như các bạn chưa học về WBF. Ok, cho dù các bạn không rành, không siêng, không giỏi, nhưng ít nhất các bạn cũng phải tạo được button rồi làm này kia, thao tác thì những cái cơ bản để tạo ra những control theory của bạn. Cho nên học WBF phải học XML này. Và XML này để cái cách tiếp cận các bạn cho nó dễ, các bạn cứ tưởng tượng nó giống như HTML. Nếu mà các bạn không biết HTML luôn thì bài sau mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn tiếp cận nó theo cách nào và làm sao để dễ dàng nắm được nó, được không? Bây giờ tạm thời các bạn cứ nhìn nó đi, nhìn nó vài tiếng một ngày, tới khi nào mà nhìn không còn nhìn thấy gì nữa thì chúng ta tiếp tục quay lại nhìn tiếp ha. Ban đầu mình học cũng vậy đó, nó rất là khó tại vì ngôn ngữ nó lạ quá. Bình thường code một code C#, chưa học HTML luôn thì nhìn vô code này là hoa mắt ngay. Nào thẻ rồi nào là thuộc tính, nhìn búa xua màu xanh, màu đỏ rồi màu cam gì loáng hết lên. Nhưng khi các bạn đã quen rồi thì các bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những thứ mà các bạn tìm được, những cái thuộc tính mà các bạn cần trong những cái thẻ này được ha. Rồi ok, chúng ta tiếp tục nha. Rồi, cung cấp một công nghệ chung để xây dựng giao diện người dùng trên cả Windows và trình duyệt web. Và một lưu ý cho các bạn, đây là cái mục tiêu mà khi mà thiết kế WBF nó cũng nhắm tới. Nhưng thật sự tới bây giờ là người ta sẽ không còn tập trung vô nó nữa, bởi vì người ta thấy nó thật sự không hiệu quả. Nhưng nhờ cái chuyện dục mục tiêu đó nó nhắm tới như vậy, mà nó có một cái lợi thế, đó là các bạn hoàn toàn thiết kế giao diện rất là dễ, giống như các bạn sử dụng HTML, CSS cộng JavaScript gì đó. Rồi các bạn có một cái backend bên dưới như là PHP hoặc ASP.NET MVC để các bạn có. Thì thằng này các bạn cứ tưởng tượng như các bạn đang có một cái web như vậy, được không? Có tầng frontend và backend. Ok, rồi, nó giúp cho các bạn làm app rất là đơn giản ha. Rồi, trước khi mà WBF ra đời á, việc tạo giao diện người dùng theo những yêu cầu mô tả ở ví dụ mà mình nói á, đòi hỏi sử dụng rất là nhiều công nghệ khác nhau. Để tạo các form, tạo control, các tính năng kinh điển của một giao diện đồ họa Windows. Thông thường lập trình viên sẽ chọn Windows Form, một phần của .NET Framework. Nếu mà cần hiển thị văn bản á, thì Windows Form có một số tính năng hỗ trợ văn bản trực tuyến, có thể sử dụng là Ados, PDF để hiển thị văn bản có khuôn dạng cố định. Đối với hình ảnh và đồ họa hai chiều thì lập trình viên có thể dùng là GDI cộng. Rồi một mô hình lập trình riêng biệt có thể chi nhập qua Windows Form. Để hiển thị video hay phát âm thanh á, thì lập trình viên là phải sử dụng là Windows Media Player. Và đồ họa ba chiều anh ta là phải dùng Direct 3D, một thành phần chuẩn khác của Windows. Tóm lại, quá trình phát triển giao dụng người dùng theo yêu cầu trở nên phức tạp và đòi hỏi lập trình viên quá nhiều kỹ năng về công nghệ. Ok, vậy WBF ra đời rồi, chúng ta cùng xem thử WBF ra đời nó có cái gì hơn với những thằng kia. Đây, các bạn thấy trên Windows Form này, khi các bạn sử dụng giao diện đồ họa control có, on screen văn bản có, muốn mà đọc được những cái fixed format văn bản, tức là những dạng mà định dạng cố định á, thì dùng WBF, PDF của Idol hoặc nhiều thằng khác. Hình ảnh á thì phải sử dụng GDI cộng. Video âm thanh thì sử dụng Windows Media Player. Đồ họa hai chiều thì GDI cộng, đồ họa ba chiều thì Direct 3D. WBF ta không cần tích hợp vô hết. Nhưng
tích hợp này là tích hợp theo kiểu tối ưu hơn, chứ không phải tích hợp theo kiểu mà cứ lượm hết gom về một đống bùi nhùi. Nó có sự khác biệt đó. Và thêm một cái, WBF này có một thằng sử dụng rất là hay hỗ trợ cho đồ họa, đó được gọi là Canvas. HTML5 có Canvas. Nếu các bạn đã từng đụng tới, các bạn từng nghe nói tới đó, thì các bạn chắc chắn sẽ biết được sức mạnh của Canvas như thế nào. Thì WBF có thằng đó. Và nhiều thứ khác nữa. Các bạn cứ tưởng tượng WBF giống như là một luồng gió mới cho lập trình ứng dụng trên Windows. Nó sẽ giúp cho bạn thiết kế dễ dàng hơn. Có C# thì không phải bạn rồi, quá khỏe rồi. Rồi, hỗ trợ rất là nhiều công nghệ và kỹ thuật vào, giúp cho các bạn làm mọi thứ nhanh, gọn lẹ, chuyên sâu. Các bạn thử tưởng tượng thêm một lần như thế này, thêm một cái như thế này nha. Mình thử một cái giao diện như thế này. Đây. Các bạn nhìn thấy cái giao diện như thế này. Các bạn mà lập trình trên Windows Form, các bạn lập trình như thế nào? Không phải chỉ mỗi cái màn hình này nha, mà còn cái màn hình này nè. Rồi, coi tới đây là chắc nhiều bạn thôi bỏ. Đó. Nhưng với WBF không khó, rất dễ ha, rất dễ. Và đặc biệt WBF mà còn cộng thêm Dell Express có sẵn luôn, bay vô xài. Rồi ok, càng nói mà càng nghe càng ghê, nó hơi lan man nhưng mà thích rồi đó ha. Rồi ok, rồi bây giờ sẽ đi thêm một xíu nữa ha. Đó, WBF là giải pháp hợp lý nhất nhằm giải quyết tất cả những vấn đề công nghệ. Hay nói cách khác, WBF cung cấp nhiều tính năng lập trình giao diện trong cùng một công nghệ đơn nhất. Điều này giúp cho quá trình tạo giao diện người dùng trở dễ dàng hơn, đáng kể. Ok. Nhưng nè, một cái vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, WBF ra đời không có nghĩa là tất cả những công nghệ trên đều bị thay thế. Windows Form vẫn rất có giá trị. Thậm chí, trong WBF, một số ứng dụng mới vẫn sẽ sử dụng Windows Form. Và đặc biệt, cái phương châm và tôn chỉ của Microsoft á, là những thằng nào mới ra không có nghĩa là nó sẽ loại bỏ những thằng cũ, trừ khi những thằng đó là quá dư thừa luôn rồi. Tại vì bản chất bạn phải hiểu rằng có những cái hệ thống nó đã rất là cũ, nó sử dụng công nghệ cũ. Nếu như cái phiên bản mới mà loại bỏ nó đi là công nghệ cũ chết, là những phần mềm cũ chết. Thì bạn tưởng tượng coi, bây giờ cái phần mềm quản lý của công ty bạn viết từ năm 1999 đi, rồi tự nhiên tới năm 2020 nó hết chạy được là bởi vì Microsoft không hỗ trợ nữa, khai tử đó. Rồi bạn kiện Microsoft hả? Cho nên thành ra nó sẽ không khai tử và thậm chí đôi khi vẫn xài được mà. Đó, đó là một cái lưu ý ha. Ok, rồi. Windows Media Player vẫn đóng một vai trò công cụ độc lập để chơi nhạc và trình chiếu video. WBF cho văn bản vẫn tiếp tục sử dụng Direct 3D, vẫn là công nghệ quan trọng trong game và các dạng ứng dụng khác. Trong thực tế thì bản thân WBF dựa trên Direct 3D để thực hiện mọi biểu diễn đồ họa. Nghe là thấy cái gì đó nó hơi ghê ghê rồi. Rồi, việc tạo ra một giao diện người dùng hiện đại không chỉ là việc hợp nhất công nghệ có sẵn, nó còn thể hiện ở việc tận dụng thời điểm của các đồ họa hiện tại. Là thằng này có bộ nó tối ưu hơn về hiệu suất. Để giải phóng những hạn chế đồ họa của bitmap, WBF dựa hoàn toàn trên đồ họa vector. Nếu như bạn lập trình, nếu như bạn là dân thiết kế, bạn nghe nói tới đồ họa vector là bạn hiểu là cái mức độ sức mạnh nó như thế nào đúng không? Ok, nhưng nó sẽ nặng hơn. Ok, cho phép hình ảnh tự động thay đổi kích thước để phù hợp với kích thước và độ phân giải của màn hình nó được hiển thị. Cái thằng này là một cái điểm mạnh so với WinForm. Nếu như mà bạn làm rồi, bạn quay qua làm WinForm rồi, bạn quay qua WBF, bạn sẽ thấy rằng WinForm mỗi khi mà cái control nó tự giãn nở kích thước á, khó lắm, làm cực lắm ha. Như WBF, mọi thứ đều tự động hết. Bạn đưa những cái reel, bạn chia khung, chia ô xong, bạn quăng control vào trong đó, bao nhiêu thì bao, không care, nó tự giãn hết. Sướng. Sướng là tất nhiên rồi. Rồi, bằng việc hợp nhất tất cả các công nghệ cần thiết để tạo ra một giao diện người dùng vào một nền tảng đơn nhất, WBF đơn giản hóa đáng kể công việc của lập trình viên giao diện. Rất là đơn giản luôn. Với việc yêu cầu lập trình viên học hỏi học một môi trường phát triển duy nhất, thì WBF góp phần làm giảm chi phí cho việc xây dựng và bảo trì ứng dụng. Và bằng việc cho phép tích hợp đa dạng nhiều cách biểu diễn thông tin cho giao diện người dùng, WBF góp phần nâng cao chất lượng và theo đó là giá trị công việc của cách thức người dùng tương tác với ứng dụng trên Windows. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào cái thứ mà WBF nó mạnh hơn WinForm rất là nhiều, đó là khả năng làm việc chung giữa người thiết kế giao diện và lập trình viên. Trong thực tế thì xây dựng một giao diện người dùng phức hợp như trong những ví dụ mà mình đã đề cập, như là quản lý bệnh nhân, đòi hỏi những kỹ năng ít thấy ở những lập trình viên đơn thuần mà chỉ có thể tìm thấy ở những người thiết kế giao diện chuyên nghiệp, rõ ràng là vậy.
Nhưng câu hỏi đặt ra làm sao để người thiết kế và lập trình viên có thể làm việc cùng nhau? Thông thường thì người thiết kế giao diện sử dụng một công cụ đồ họa để tạo ra những ảnh tĩnh và cách bố trí giao diện trên màn hình. Rồi những hình ảnh này sau được chuyển tới lập trình viên với nhiệm vụ tạo ra những mã trình. Có nghĩa là người ta tạo ra một bản thiết kế như thế này nè. Đây là file mockup của tao. Bây giờ mày làm sao ra y chang như thế này và chạy được cho tao. Ok, mày tự đi làm đi, tao bỏ việc. Thật đấy, không được đâu. Đó, thì đó là cái vấn đề. Rồi, thì để thực hiện được điều này á, thì WBF đưa ra ngôn ngữ đặc tả gọi là Extensible Application Markup Language. Nó giống như cái thằng HTML vậy đó. Nó là XAML Markup Language, thằng kia là Hypertext Markup Language, thằng này là Extensible Application Markup Language. Rồi. XAML định ra một tập các phần tử XML như là button, text box, label, nói chung là giống như các control vậy á. Rồi, nhằm định nghĩa các đối tượng đồ họa tương ứng như là nút bấm, rồi hộp thoại, rồi nhãn, vân vân. Và nhờ đó cho phép mô tả chính xác giao diện của người dùng. Các phần tử XAML cũng chứa các thuộc tính cho phép thiết lập nhiều tính chất khác nhau của đối tượng. Ok, bây giờ mình thử một cái ví dụ chơi đi ha. Đây là cái code hồi nãy mình tạo ra đúng không? Như giờ mình thử sửa lại nè. Đây mình sẽ trở về cái thằng cũ đó. Read ha. Concrete. Rồi, trong đây không có gì hết. Mình bây giờ mình muốn tạo một cái button, một cái nút nhấn. Mình sẽ mở cái thẻ. Đó, mình sẽ mở thẻ như hai. Rồi mình tạo ra cái đối tượng mình muốn, đóng thẻ lại. Đó, đây là cái button. Mình muốn trong đó có chữ gì? Thì cái thuộc tính cái chữ của nó là content. Ok, tìm cho con. Nó ra. Đó. Rồi sau đó bạn điều chỉnh thêm một chút như là font family, bạn cho nó bằng gì? Arrow chẳng hạn. Rồi font size bạn cho nó bằng 20 chẳng hạn. Cho bằng 20 chẳng hạn. Đây. Đó. Thấy không? Rất là đơn giản. Ok. Thì đó, với mỗi thuộc tính nó đều có những cái cặp key như thế này, rất là giống như HTML luôn. Nếu bạn đã từng tiếp cận, còn nếu chưa từng tiếp cận, bạn nhìn vô là bạn cũng sẽ nắm được rồi. Vậy là cái cấu trúc của nó, cái thằng thuộc tính của nó có một cái thuộc tính có tên á là content, property có tên là content. Nội dung cái giá trị của nó là như thế này. Rồi. Ở đây font family, thuộc tính font family, nội dung nó như thế này, có nghĩa là cặp property bằng và cái giá trị của nó nằm trong dấu nháy ghép, cứ như vậy cách ra từng thuộc tính, từ thuộc tính, từ thuộc tính tới khi bạn biết không còn thuộc tính nào thì thôi. Và một cái đối tượng nó sẽ có kiểu là đóng và mở như thế này, mở ra và thẻ đóng nè, thẻ mở nè, thẻ đóng nè, thẻ đóng có thêm dấu gạch xéo như thế này. Rồi, ok, đơn giản vậy thôi. Bạn thấy window nè, chính cái cửa sổ này cũng có thẻ đóng thẻ mở nè, và những thuộc tính của nó nằm đây nè. Khi bạn đã hiểu được cái bản chất như vậy rồi, thì ra thằng này chỉ là từng thuộc tính thôi. Vậy mai mốt khi mà mình muốn bận tâm tới nó, mình chỉ cần bận tâm tới từng thuộc tính là được. Từng cặp thuộc tính như thế này, xong. XML, đơn giản như vậy thôi. Lập trình theo thẻ. Rồi thẻ này có thể chứa thẻ kia, rồi lồng nhau. Giả sử bây giờ có một cái tên đúng không? Bây giờ mình có thêm một cái test block đi chẳng hạn. Đó, vậy như vậy. Rồi test block này có thể là có cái test nó là bằng gì đó. Bằng free education. Rồi đó, bạn thấy không, nằm góc này nè. Ok. Rồi giả sử đây không phải là test block mà mình có một cái test box đi thì sao? Nó sẽ khe. Rất là đơn giản. Nếu như mà bạn tiếp cận với HTML, bạn sẽ thấy cái này dễ vô cùng. Còn chưa tiếp cận cũng không khó lắm đâu. Cứ từ từ rồi bạn sẽ hiểu. Ok, thuộc tính test nè. Rồi mình gắn vô. Đó, WBF là như vậy. Ok. Rồi, mỗi phần tử HTML lại tương ứng với một lớp WBF. Và mỗi thuộc tính của phần tử đó lại tương ứng với thuộc tính hay sự kiện của lớp này. Chẳng hạn như nút bấm rồi này kia đó. Thì khuyến cáo luôn, khi các bạn học series này, các bạn phải biết qua WinForm, các bạn mới dễ tiếp cận. Không là các bạn sẽ ngợp, mà ngợp tới chết giống như chết đuối mà không ai cứu. Được chưa? Đó. Và những cái thuộc tính này nó binding qua bên property bên này. Qua bên tab property này, những thuộc tính nào bạn chỉnh trong đây, nó sẽ điều chỉnh bên đó. Như sử như là cancel, mình tích một cái ha, bạn qua nè. Nó thêm thuộc tính vô, tự động thêm cho mình. Rồi bây giờ ở đây mình xóa đi nè. Bạn thấy nè, cancel mất đi. Tức là nó giống như cái WinForm luôn, là cái thuộc tính này nó sẽ binding qua bên cái designer. Thì XAML này đó chính là cái file designer của nó, của WBF. Ok, đơn giản đúng không? Rồi, rất là dễ. Ok. Thì thật sự WBF này có thể làm chạy trên trình duyệt web. Nhưng mình xin nói luôn là cái thằng này giống như là nó quá cũ rồi, người ta không hỗ trợ nữa. Mà mình chạy nó không thành công, cho nên các bạn cũng được tập trung nó làm gì. Đừng cố gắng nha, bởi vì nó không hiệu quả đâu. Thật đó.
nên các bạn cũng được tập trung. Mình sẽ bỏ qua phần này, mình sẽ không nói tới luôn ha, mình chỉ cần tập trung vô cái thằng nào mà xài được thôi. Ok, thì WPF còn rất là nhiều thứ nữa như là layout, control, test, style, template, văn bản và nhiều thứ khác. Thì những cái đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong series này, được không? Rồi, và mình có một file tài liệu rất là mạnh. À, còn một cái mình cần phải nói cho các bạn để cho các bạn lưu ý luôn, đó là WPF có khả năng hỗ trợ đồ họa 3 chiều được nha, hỗ trợ đồ họa 3 chiều được. Nhưng để mà tạo ra được cái thằng đó nó cực kỳ khó cho các bạn khi biết code đây. Cho nên WPF chỉ nên là cái thằng hiển thị đồ họa 3 chiều thôi. Và những cái model hay là mockup khi mà tạo 3D á, thì các bạn nên tạo bằng những phần mềm chuyên biệt, sau đó các bạn lấy các bạn bỏ vô thì nó vẫn hay hơn nha. Các bạn đừng cố gắng làm những chuyện giống như là thời các bạn học C cộng cộng á, mà làm những cái game to đùng như là Mario trên C cộng cộng mà không sử dụng thư viện đồ họa. Thôi bỏ đi, đừng làm mấy trò đó, tốn thời gian lắm. Tập trung làm những thứ gì đó cần thiết và hữu hiệu thôi nhé. Ok, rồi WPF có một cái mạnh nữa mà mình cũng phải nói cho các bạn biết qua, đó là binding hay còn gọi là móc nối dữ liệu. Thì phần lớn các ứng dụng được tạo ra đều cung cấp cho người dùng phương tiện để xem và sửa đổi dữ liệu. Thì trong các ứng dụng WPF, việc lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu đã được thực hiện bởi các công nghệ như Microsoft SQL Server và Azure .NET. Sau khi dữ liệu được truy xuất và các và tải vào các đối tượng quản lý dữ liệu trên ứng dụng, thì phần việc khó khăn của ứng dụng WPF mới bắt đầu. Về cơ bản có hai công việc phải thực hiện: sao chép dữ liệu từ các đối tượng quản lý dữ liệu và các control trên giao diện, qua đó dữ liệu có thể được hiển thị hay sửa đổi, đảm bảo rằng những thay đổi trên dữ liệu từ các control được cập nhật trở lại các đối tượng quản lý dữ liệu. Ok, thì cái đó mình code được mà, WinForm làm được mà sợ gì. Ok, để đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng thì WPF cung cấp một cơ chế móc nối dữ liệu để thực hiện những bước này, gọi là binding. Ok, có thằng gọi là dependency object và binding source. Thì việc hỗ trợ móc nối dữ liệu được xây dựng ngay từ nhân của WPF, tức là cái nhân của nó đã tập trung vào cái chuyện móc nối dữ liệu như vậy rồi. Người ta thấy rõ ràng WinForm nó dở quá. Đúng là một thời nó đã rất là mạnh, rất là nổi, rất là ghê, nhưng mà vẫn còn dở quá, còn nhiều hạn chế quá. Khi mà các bạn đã làm WinForm đủ lâu, các bạn sẽ đi tới những cái giới hạn của WinForm và bạn sẽ thấy, ôi trời, bây giờ mình làm sao? Thua, hay còn gọi là giới hạn kỹ thuật. Thì WPF này nó sẽ mở rộng cái giới hạn kỹ thuật cho bạn hơn và để giúp cho bạn khỏe hơn rất nhiều. Rồi, tất cả các đối tượng đồ họa trong WPF đều kế thừa từ Dependency Object. Chúng là các đối tượng phụ thuộc. Chức năng mà lớp cơ sở này hỗ trợ cho phép thực hiện nhiều ứng dụng hoạt họa là tạo kiểu mẫu, là móc nối dữ liệu. Phần lớn các thuộc tính hay dùng như là test nè, content nè, while nè, hay nè, đều là các thuộc tính phụ thuộc hay còn gọi là dependency object. Tất cả các thuộc tính phụ thuộc đều có thể tạo hiệu ứng hoạt họa kiểu kết nối dữ liệu. À, nghe nói tới hoạt họa trong đây đúng không? Các bạn có biết tới animation không? WPF làm animation rất là sướng. Nó hỗ trợ sẵn một thằng gọi là animation boy trigger để làm ha. Từ từ các bạn sẽ thấy, các bạn cứ theo dõi series này, nhớ like, share, nhiệt tình, các bạn sẽ còn học được nhiều series hay hơn nữa. Ok, rồi thì công cụ để phát triển WPF này thì mình rất là hay sử dụng. Những cái thằng mà Microsoft hỗ trợ và khuyến cáo nên dùng đó là Visual Studio. Nó mạnh lắm, mạnh cho debug, code cũng mạnh, nhắc lệnh cũng sướng, nói chung làm cái gì cũng sướng, hỗ trợ tận răng mà. Nếu các bạn đừng có cố gắng mà nghĩ là Visual Studio nó nặng mà không cài nha, thật sự có vài chục ghi chứ mấy. Rồi, ok, rồi đó là tổng quan qua WPF. Tạo một ứng dụng WPF mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Bài sau mình sẽ nói rõ hơn về Windows, tức là cửa sổ này nè, trong WPF, hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng ban đầu xài ra sao, custom như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.